Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Catala Fishing. Thì trong clip ngày hôm nay, shop em xin giới thiệu với các bác một dòng máy câu cực kỳ nổi tiếng và lâu đời của hãng Ben nha các bác. Thì đây chính là dòng máy Ben Spin Fisher đời thứ 6 nha các bác. Dòng Ben Fisher 6. Thì đây là một cái dòng máy có thể nói là cực kỳ lâu đời và được có thể nói là một trong những mẫu máy được ưa chuộng nhất của hãng Ben, ít nhất là tại thị trường Việt Nam mình nha các bác. Đó đã đến từ đời này, đời thứ 6 này, giờ Spin Fisher 6 nó ra và lâu đời hơn hẳn so với một số dòng máy Ben trên thị trường hiện nay như dòng Busui thì hay Fear, hay nhất là gần đây là dòng Battle thì nó chỉ đến đời thứ 3 thôi, còn như dòng Spin Fisher này đã đến đời thứ 6 rồi. Thì hôm nay shop em xin quay và review lại một lần nữa nhé cho các bác. Thì thực tế ra là cái con Spin Fisher 6 này cũng ra được một thời gian, rất nhiều anh em đang chơi, thì hôm nay shop em xin giới thiệu qua. Hiện tại shop em có các size là 4500 này, 5500 và 6500 đó, ba size của nó. Đây thì đây là size lớn nhất rồi, bây giờ em xin bắt đầu vào chi tiết nhé. Đó thì đây, màu chủ đạo là màu đen và màu vàng, vàng gold. Đấy thì gần như là toàn bộ sẽ là màu đen, có phần spool này và cái chỗ phần nắp tay quay này, thì nó sẽ là màu vàng. Đó, cực kỳ bắt mắt. Phải nói là cái dòng Spin Fisher 6 này là một trong những cái thiết kế mà theo bản thân em, cá nhân em nhận định thì là một trong những thiết kế và đẹp nhất trong những dòng máy của hãng Ben. Đây trên đây em là size 4500 nhé, quay cực kỳ mượt rồi. Đó, đây chân smooth loom HT100. Tay quay thì vẫn là cái dạng tay quay tháo cốt nhé. Đó thì các bác, nó sẽ vẫn là cái dạng tháo cốt, tay vặn gen nhé. Đó, những cái dòng máy của Ben thì thường sẽ sử dụng tay quay như vậy, thay đổi trái phải bình thường. Mình thay bên đây thì có thể tháo cái nút vặn này ra này và xoáy sang bên. Ok, ở trong này thì vẫn còn rất nhiều mỡ của mã bò của hãng Ben giúp máy trơn. Thì đây, như con máy này thì được đánh giá là một trong những con mà chơi nước mặn cực kỳ tốt, nó có cái kháng nước này, IBX5 này, thì IBX5 siêu là này. Đó, đây thì trên cái phần rotor này nó có cái biểu tượng IBX5, thì đây là một trong những gì nhỉ, một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ chống nước của máy câu hay là một số những cái thiết bị công nghệ khác, thì như con máy này sẽ là được đây mức độ là IBX5. Thì chi tiết cụ thể của cái mức độ này bao nhiêu thì các bác có thể tìm hiểu trên mạng nhé, internet. Đó thì em chỉ giới thiệu qua là đây là một trong những con máy được có kháng nước rồi, chống mặn cực kỳ tốt. Đó, đây. Rồi bây giờ em sẽ đi đọc qua một chút về thông số con 4500 này nha các bác. Đây, hộp đây thì vẫn là cái hộp cực kỳ căn thuộc của các dòng máy Ben. Ben này, Spin Fisher 6, nó sẽ viết tắt là SS6 4500. Đây là ngay ngoài cùng cái mặt trước này, nó sẽ in cái công nghệ nổi bật nhất là những cái bánh răng đều được cắt bằng CNC, thì đưa lại cho nó một cái độ sắc nét cực kỳ hoàn hảo cho bánh răng, hệ thống bánh răng trên máy câu này. Đây là thông số nó in bằng tiếng Pháp, đây là một số thứ tiếng khác này. Đây thì đối với size 4500 này nó có chỉ số chuyển động nha là 6.2 chia 1. Đó, đây là một số thông tin vào dây cước cũng như dây BE.
như giày cước thì nó sẽ vào đây là size 0.30, à thôi, dây BE 0.30 sẽ vào được 250m này. Đó, cân nặng là 354g. Đấy, thì đây là những cái nổi bật nhất trên máy như là IBX5, công nghệ kháng nước đấy, ở phần body là cũng như spool, CNC gear, technology, công nghệ cắt bánh răng bằng CNC, sản xuất bánh răng bằng CNC. Đó, lúm HT100, thì cái lúm HT100 đây chính là cái bộ hãm HT100 đó. Máy sử dụng 5+1 bạc đạn nha các bác, full metal body. Thì toàn bộ phần thân máy sẽ làm bằng kim loại hết, cũng như là phần cối hay tay quay đều sử dụng kim loại nha các bác. Superlight spool, tức là cái vòng đai mà trên phần spool đó, khi mình tháo cái lớp này ra này, bên trong sẽ có một cái vòng cao su ở trên này để giúp mình cố định cái dàn dây trên spool được cách tốt nhất. Và đây là line capacity ring, thì là những cái vòng vòng này thôi đó, thì là mình để mình nhìn biết để vào dây đó. Thì đây là ba lớp để mình vào dây nha. Thì thực tế là em thấy thì cái công nghệ này cũng không có gì quá nổi bật, thì mình anh em mình đi chơi thì thường thường áng áng chừng lên ra gần bên ngoài anh mình dừng, cũng không cần thiết là những cái vòng ngoài. Đó là thông tin về con máy size 4500. Thì đây là size tiếp theo, size ở giữa là size 5500 nha các bác. Đây, size 5500 thì nó sẽ lớn hơn so với con 4500 một chút. Đây, để mình cầm cả hai con máy lên để các bác có thể so sánh về kích thước tổng quan. Rồi nha, bên tay trái em là con 5500 này, tay phải là 4500. Đó, các bác có thể so sánh về kích thước. Đây. Đó. Khác nhau. Rồi. Thì về bề ngoài nó chỉ lớn hơn so với con 4500 một chút, và khác một chút về phần tay quay. Tay quay thì sẽ dạng lúm, vẫn là lúm chữ T mà nó sẽ lớn hơn so với cái size 4500 là cái dạng chữ T dẹt nha các bác. Còn lại thì mọi các thông tin khác thì nó sẽ vẫn giống nhau thôi. Đó, vẫn là màu vàng chủ đạo này. Thân thì bằng kim loại hết, nhôm. Rồi, bây giờ em sẽ đi đọc thông tin chi tiết của cái con 5500 này luôn nha các bác. Đây, thì con 5500 này nó sẽ có chỉ số chuyển động là 5.6:1, thay đổi một chút so với con 4500 là 6.2:1 nha các bác. Đây, và thông tin vào dây các thứ này, thì những cái thông tin chi tiết về vào dây thì em sẽ để chi tiết hơn trong phần mô tả nha các bác. Các bác thì chịu khó theo dõi ở dưới phần mô tả giúp em. Và máy nặng là 524g. Còn đây là những cái thông số cũng như công nghệ thì giống con 4500 kia thôi, không có gì khác. Cuối cùng là cái size 6500, size lớn nhất. Đây, thì đây nó cực kỳ lớn luôn các bác. Cái size 6500 này này các bác, so với size nhỏ nhất thì đúng là cực kỳ dễ nhận thấy là về kích thước. 4.5 đây và 6500 nhỏ hơn rất nhiều và 4.500 này. Được, thì về thiết kế thì nó cũng như vậy, cái phần lúm tay quay này cũng là dạng cả con 5500 và 6500 này sẽ là giống nhau, lúm chữ T, và nó lớn hơn một chút so với lúm chữ T dẹt của con 4500 nha các bác. Rồi, em xin đọc chi tiết nhé. Còn 6500 này chỉ số chuyển động của nó cũng sẽ là 5.6:1 và nặng 632g.
Đó, size lớn nhất nên xe nặng nhất. Vậy thôi. Đó là thông tin chi tiết từ cả ba size. Sẽ quay chi tiết qua một chút con 6500 này cho các bác xem nhé. Thì những cái bác nào mà hay câu biển, câu mạo lực thì khỏi phải nói rồi, những cái dòng máy của Ben thì cực kỳ mạnh mẽ, đem lại cho người dùng cái cảm giác trải nghiệm mà cực kỳ thích thú. Kiểu máy nó khỏe, mình cầm mình câu cảm giác cũng là cũng sướng, vì cực kỳ máy cực kỳ mạnh mẽ, khỏe. Đó. Đây. Phần lúm tay quay mình xoáy ra để thay đổi trái phải. Trên này đều có dấu mộc của Ben nha các bác. Đây, ở phần chân máy cũng vậy, đều có dấu, và phần tay quay cũng thế. Máy Ben. Rồi em sẽ tháo máy ra một chút nha các bác. Đây. Phần cốt bên trong. Đó. Cực kỳ kín, vì cái máy này nó có cái hệ thống chống nước kháng lên tới IPX5. Thì nó có cái hệ thống những bánh răng hay là những cái răng ở những cái chỗ điểm khớp lối và sườn spool hay là phần body cực kỳ kín để có thể chống lại tối đa sự xâm nhập của nước mặn này, bụi bẩn của nước, vân vân. Rồi thì thông tin chi tiết về giá bán nhé, cũng như là về chi tiết của bàn cá ba size, em sẽ để chi tiết hơn trong phần mô tả nhé, các bác theo dõi ở đây. Và các bác nào muốn mua hàng thì cứ trực tiếp qua cửa hàng em nhé, ở địa chỉ thì em để ở trên màn hình đó, chạy ở phần dưới đây này các bác ơi. Đó thì em sẽ để chi tiết địa chỉ cửa hàng cũng số điện thoại của em. Mỗi máy Ben thì bên em bán ra thì đều kèm theo một cái túi này nhé, túi của hãng kèm theo, có rất trong bọc nhung đó, để em bảo vệ máy cách tốt nhất. Rồi thì em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhé.